Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Timecast. Thì hôm nay mình đang trên tay nhanh hai mẫu điện thoại đến từ nhà Apple, đó chính là mẫu iPhone 12 Pro Max và iPhone 11 Pro Max. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành so sánh nhanh về thiết kế, ngoại hình cũng giống như là phần cứng bên trong của hai chiếc máy này. Khi mà các bạn nhìn thấy mình đang để hai cái máy này ở trên bàn đó, thì hai chiếc máy này nếu mà nhìn từ ngoài vào đó, thì gần như là hai cái máy có kích thước bằng với nhau, không có sự khác biệt nào hết. Tuy nhiên trên mặt thông số đó, thì mẫu iPhone 12 Pro Max nó sẽ cao hơn một chút so với mẫu 11 Pro Max. Và ngoài ra, chính vì phiên bản 11 Pro Max có cái viền bo cong, cho nên các bạn nhìn vô sẽ tưởng là 11 Pro Max này sẽ nó mỏng hơn 12 Pro Max. Tuy nhiên chiếc máy mới của Apple lại mỏng hơn một chút so với 11 Pro Max, khá là thú vị đúng không nè. Nhưng mà bởi vì đó là chuỗi thị giác thôi, bởi vì trên 12 Pro Max thì do các viền đã được làm vuông vức hơn, cho nên tạo cảm giác nó dày hơn, nó chắc chắn hơn và nó nam tính hơn. Đến với phần giống nhau nhất ở trên hai chiếc máy này thì đó có thể là phần mặt lưng. Khi mà nhìn vào á, một cái máy 12 Pro Max của mình có màu vàng gold, còn cái phiên bản 11 Pro Max thì là màu vàng. Nhưng mà về tổng thể thì nó gần như là giống nhau hoàn toàn. Các bạn sẽ có một mặt kính, tuy nhiên được làm dạng mờ, cầm nhát tay, cầm rất là thích. Mình đánh giá rất là cao cái mặt lưng của iPhone từ trước đến nay. Chuyển qua phần mặt trước thì các bạn sẽ thấy một cái màn hình tay thọ rất là quen thuộc vẫn còn xuất hiện trên mẫu 12 Pro Max. Cá nhân mình sẽ không thích mặt cái loại màn hình này bởi vì nó làm cho cái cảm giác nhìn nó không có đã như là trên những cái mẫu Android có nốt ruồi hoặc là giọt nước chẳng hạn. Khi mà đặt kế bên 11 Pro Max thì gần như chúng ta sẽ không thấy cái sự khác biệt nào về kích thước màn hình, nó vẫn bự gần như nhau. Tuy nhiên trên phiên bản 12 Pro Max thì màn hình sẽ có kích thước lên tới 6.7 inch, tức là lớn hơn 0.2 inch so với phiên bản 11 Pro Max. Cái lý do là khi mà hai máy với nhau nó gần như không khác đều kích thước, tuy nhiên màn hình lại tăng lên, đó là do Apple đã tối ưu phần viền màn hình trên phiên bản 12 Pro Max nó tốt hơn. Bây giờ các bạn nhìn vô các bạn thấy không? Màn hình của 12 Pro Max sử dụng tấm nền OLED uốn cong, cho nên là nó rất là mỏng, nó mỏng hơn cả 11 Pro Max và ít đời trước luôn. Đó là một cái gọi là cái thành công của Apple mà thấy rất là hay, một điểm cộng lớn dành cho chiếc 12 Pro Max này. Tiếp theo là tới phần khả năng chụp ảnh trên iPhone 12 Pro Max và iPhone 11 Pro Max. Chúng ta sẽ có một cái cụm hệ thống 3 camera quen thuộc. Ba ống kính đều là sử dụng chung cảm biến 12 megapixel á. Một cái đi kèm với ống kính góc tiêu chuẩn, một cái ống kính tele zoom quang học và cuối cùng là một cái ống kính camera góc siêu rộng. Riêng trên phiên bản 12 Pro Max các bạn sẽ có thêm một cái cảm biến TOF LiDAR nữa. Thì cảm biến này á thì nếu mà các bạn có Google search thì LiDAR này làm rất là nhiều việc và áp dụng luôn cho cả thực tế ảo VR luôn. Nhưng mà cái mà các bạn nên quan tâm đó là cái LiDAR này sẽ giúp cho các bạn chụp ảnh soft phòng tốt hơn. Thì cái này chỉ là trên lý thuyết, còn về thực tế thế nào thì Tech Time sẽ gửi cho các bạn cho một bài đánh giá chi tiết sau. Rồi, xin chào các bạn. Thì bây giờ là bài test micro thu âm và cũng giống như là khả năng chống rung của hai chiếc iPhone 11 Pro Max và 12 Pro Max. Thì ở đây mình đang đi xuống dưới bậc đây, các bạn coi và đánh giá thêm coi chất lượng máy nào tốt hơn nha. Đó, mình đang đi bước xuống bậc thang. Cả hai đều quay video ở chất lượng 4K 60 khung hình một giây. Rồi, chiếu lên bầu trời chút xíu coi độ tương phản bảo hòa màu sắc thế nào. Thì video này quay bằng ống kính góc tiêu chuẩn một ít thôi chứ không có zoom hay là gì hết. Rồi, các bạn thấy màu sắc cũng giống như là khả năng thu âm của hai chiếc máy này thế nào thì hãy nói lại cho mình biết nha. Thì nhìn chung á thì mình thấy iPhone 12 Pro Max được trang bị cảm biến camera tuy vẫn là 12MP, tuy nhiên thì bên trong đã được cải tiến khá là nhiều, từ khẩu độ cũng giống như là những cái tính năng bên trong, đặc biệt là tính năng OIS chống rung quang học sensor shift, có nghĩa là dịch chuyển cảm biến để chống rung. Rồi, và bây giờ ở đây mình sẽ tiến hành chạy nhẹ thử coi khả năng chống rung thế nào nha. Rồi, bây giờ mình đã chạy thử xong rồi. Bây giờ như bạn cũng thấy đây thì mình đang tiến vào một cái quán cà phê, thì cái này sẽ vào cái khu vực tối xem coi cái camera này khi mà quay trong tối nó sẽ như thế nào nha.
Cuối cùng là về mặt phần cứng thì tất nhiên rồi, mỗi năm thì Apple cũng nâng cấp một chút cho chiếc iPhone của mình. Thì trên 12 Pro Max thì chúng ta sẽ có chip Apple A14 trên tiến trình 5 nanomet hoàn toàn mới, hứa hẹn cho hàm năng cao hơn, tiết kiệm pin hơn. Tuy nhiên nếu mà bạn nào đang sử dụng 11 Pro Max thì cũng không nên quá buồn hay gì hết, bởi vì Apple có một cái nghề truyền thống tối ưu rất là tốt giữa phần cứng và phần mềm, cho nên cái sự nhạy cảm biến vuốt chạm trên 12 Pro Max và trên 11 Pro Max gần như là không khác biệt nhau quá là nhiều. Hiện tại thì tất cả các game hiện tại có trên App Store thì 11 Pro Max cũng chiếm tốt và 12 Pro Max thì tất nhiên cũng vậy rồi. Thì mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết về khả năng chơi game của 12 Pro Max so với 11 Pro Max như thế nào nhé. Còn một điểm nữa, trong cấu hình bây giờ nhỏ hơn khá là nhiều so với trên 11 Pro Max, đạt 3969 mAh, và mình cảm thấy là Apple đang khá là tự tin vào con chip Apple A14, cũng giống như là tối ưu phần mềm của mình. Họ nghĩ là bây giờ phần mềm tốt, chip xịn hơn lắm, thì dù pin có bị cắt giảm đi thì nó vẫn cho thời lượng sử dụng tương đương. Còn thực tế như thế nào thì phải đợi người dùng đưa ra quyết định của chính mình, cũng giống như trải nghiệm thực tế. Ngoài ra thì trên 12 Pro Max cũng có sạc pin nhanh hơn, lên tới 20W, còn đối với phiên bản cũ chỉ là 18W mà thôi. Thực sự mà nói thì trên lý thuyết, trên giấy tờ thì 20W đã gọi là sạc nhanh fast charging rồi, nhưng mà theo mình thấy thì ở thế giới smartphone hiện tại thì 20W chỉ là gọi là sạc bình thường thôi, không quá nhanh cũng không quá chậm. Còn nếu mà thực sự mình muốn gọi là sạc nhanh thì phải có sạc từ 30W trở lên thì mới ok. Rồi, thì đây chỉ là một bài đánh giá nhanh và giống như là so sánh nhanh giữa iPhone 12 Pro Max và iPhone 11 Pro Max là thôi. Còn chi tiết về mẫu iPhone 12 Pro Max như thế nào thì mình xin hẹn các bạn lại các bạn trong bài đánh giá chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thamcast. Nếu cảm thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.